Rồi xin chào tất cả các bạn. Thì hè rồi cho nên là mình sẽ chở gia đình mình đi du lịch. Mình dự định là sẽ đi nửa Việt Nam. Nghe đi tới Quế, mình đi một vòng từ Bến Tre mình ha lên đến Quế, Bình Định, Quy Nhơn, Quế, Đà Nẵng rồi mình vòng về đường Tây Nguyên. Nha, mình đi xuyên nửa Việt Nam thì mình khởi hành từ nhà, tuy nhiên mình lấy cái mốc là từ bắt đầu từ Phan Rang, Phan Rang mình đi lúc 9 giờ khuya 7 tây để sáng mình tính mốc từ Phan Rang, nhưng mà sáng lên sáng mình chưa tới Phan Rang thì lại có tin sét đánh hung tinh là mấy con chó cưng của mình ấy dễ mà mẹ mình nuôi giữ giùm ấy, rồi nó sổng hết một con rồi báo mất, rồi mình cũng buồn, bây giờ kiếm được rồi mình cũng lấy lại tinh thần. Và tuy nhiên là cái lịch trình sẽ trễ cũng khoảng 1-2 tiếng, thành ra mình nếu tới Phan Rang cũng khoảng 8 giờ mấy 9 giờ thì bắt đầu là mình gia đình mình sẽ làm những cái clip review trải nghiệm cho mọi người ấy.